Một em bé mới chập chững biết đi đã vô tình nghịch súng và bắn bị thương hai bé khác tại nhà trẻ ở thành phố Dearborn, bang Michigan, Mỹ. Hai bé 3 tuổi bị thương nặng và may mắn là hiện đã trong tình trạng ổn định. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng 27 tháng 9, trong thời điểm nhà trẻ có nhiều em khác. Cảnh sát trưởng Dearborn tuyên bố vụ việc xảy ra do sự vô trách nhiệm và gọi đây là một thảm kịch với toàn xã hội. Các điều tra và văn phòng công tố địa phương đang xem xét có nên khởi tố vụ việc hay không. Theo thống kê, hàng năm tại Mỹ có khoảng 1.000 trẻ em tử vong do những vụ việc đáng tiếc liên quan đến súng đạn.